Rồi chào các bạn, thì video này chia sẻ với các bạn cách để chúng ta đóng bạc đạn cam và cạo bạc đạn cam nhỏ này. Này, thì cái đây thì các bạn thể áp dụng cho F-35, F-50, FZ, TFX, R-15, V2 bạc đạn cam nhỏ này. Hồi mình sẽ nói tiểu sử về cái mặt đạn cam nhỏ này ha, thấy nó có gì đó kỳ kỳ ha. Thì để đóng được cái mặt đạn cam nhỏ này vào á, chúng ta cần đầu nối, đầu tiếp 19 đó, ta đưa vô đây, sau đó chúng ta chỉ cần nè, bạn thấy không, nó vừa ôm luôn, đóng mà không sợ bị hư hao gì hết. Đó, nó vừa ôm luôn, nó nằm trên cái vành trên khích gịch. Đó, một cái búa đóng đinh đó, tia sét nhưng mà hiệu quả nhé. Ok, thì trước khi đóng vào thì chúng ta nên thoa một ít nhớt lên đây ha. Yeah, thoa luôn trong đây luôn đó, thoa vô đây, trong đó có lỗ bơm nhớt ha, nhớt sẽ chào qua đường đó. Cái mặt mà có miếng bích này nè, tấm che bằng kim loại này nè, hướng ra ha, cái này hướng vô đó. Chỉ vô đây nó chặn nhớt, đừng cho nó ra ngoài đó, nó tập trung vào cái lỗ cúp cam, tập trung vô đây hết. Bơm vô rồi vô bạc đạn luôn, phần còn lại vô đây. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ cái bạc đạn này vào, chúng ta để nghe, chúng ta đưa vào, chúng ta lấy tay ấn cho nó đều ha, chúng ta cho nó đều, tránh bị vên. Rồi, đầu này chúng ta đưa vào, chúng ta gõ nhẹ, sau khi chúng ta gõ nhẹ thì chúng ta kiểm tra ha, chỗ nào mà nó cao hơn thì chúng ta sẽ để như thế này ha, dù chỗ này cao hơn thì để gì ta đóng cho nó vô cho nó bằng. Đây, nha. Ta vừa đóng ta vừa kiểm tra nha các bạn. Rất là đều. Nhiều được 2/3 rồi. Ok, ta đóng xong. Khi đóng xong thì cái vành ngoài bạc đạn này nó sẽ bằng với bên ngoài này ha.
chúng ta có thể sờ kiểm tra. Đóng xong thì chúng ta không quên kiểm tra coi bạc đàn có gào, có nặng gì không ha. Ok, như vậy là chúng ta đã đóng bạc đàn xong. Tiếp theo mình hướng dẫn các bạn cách để chúng ta lấy mặt đàn này ra. Thường để lấy mặt đàn ra thì chúng ta hay dùng cái cạo, cạo giựt. Đó. Đưa vô đây nó sẽ nở ra ha, dạng ốc nó sẽ nở ra. Mình giựt vài cái nó sẽ ra. Còn nếu trường hợp ở nhà chúng ta không có cạo thì làm thế nào đây? Rất là nhiều cách. Các bạn thì nhét gì đó ha, đóng vô, lấy ra cực thế bà. Thì để cạo ra thì chúng ta tận dụng những gì hiện có. Một cái nhông. Một ốc lốc máy. Thì trên xe có hai ốc lốc máy là 6 ly 9. Một con thì ở nắp độc nhớt, một con ở cu đề. Bạn mài nữa ha. Đó. Mài cái đầu này xuống. Cho nó mỏng còn nhiêu đây? Một con tán. Một con tán và một cái lông đờn như vậy. Khi mình đưa này vô nó sẽ máng như chỗ này nè, máng như hoàn cảnh này nè, đó nó máng gì nè. Khi mình xiết thì nó sẽ lôi ra. Cái này đáng lẽ phải nhét vô đây á, nhưng mình không có cái mặt đạn đó, rồi mình sẽ hướng dẫn những cái đó sau ha. Khi này này nó xuyên qua thì nó sẽ máng như phần đây, mình siết thì nó sẽ lo ra. Cơ chế rất là đơn giản. Cái nhông này nó sẽ nằm trên trên đây ha, nó tì đây nó đỡ lại. Đây thế này ha, ngay bên trong à, nó máng lên bên trên. Sau ta dùng cờ lê chúng ta sẽ siết vào, siết theo kiểu chim chim đồng hồ ha, tay với ta đỡ gì ha, cho đừng nó đừng di chuyển, đừng có xoay. Công việc ta chỉ cần siết vào thôi.
bạn thấy nó lên thấy không? Đó. Nếu mà các bạn đau tay thì chúng ta dùng giấy ha, hoặc vải đó ta đè thật là mạnh vô. Rồi xong, ta đã cạo thành công rất nhẹ nhàng, cái này ta sẽ thay trọn đời. Khi mà các bạn đạn này nó ở trong đó các bạn dùng út các bạn xoay thấy nó nặng, lúc nhẹ lúc nặng, nó kêu rột rột, tức là bạn đạn bạn nó bể ha. Còn bạn lắc mà không có nghe đâu nha bạn, bạn lắc ở trong đây không bao giờ được, bạn cầm ở ngoài bạn lắc thì nó sẽ gơ. Đạn này không có rơ nha các bạn, không gơ ngang mà cũng không gơ dọc luôn nha, quay rất là nhẹ. Cái này mình thay ở ngoài nè, cái đầu dây này nè với bạc đạn này, sau đó mình mua cái đầu khác thì người ta lấy bạc đạn này ra người ta đóng vô, mình kiểm tra nó móp méo nó bị bể, sau đó mới thay mới nhét lại vô đây, tốn thêm cái mặt đạn nữa, đóng móp méo chưa. Cái này chắc là dùng cái tiếp nhỏ nè, dùng cái tiếp nhỏ này nè, nó đóng móp trơn, nó dùng cái tiếp 19 mới vô, nó ok. Xong, rất hay, rất đơn giản. Hy vọng video này sẽ giúp các bạn cách để chúng ta đóng hoặc là cạo vào đạn cam nhỏ tại nhà, không cần phải mua thêm cái gì hết, không cần phải đem ra ngoài mất thời gian. Rồi, chúc bạn thành công.